Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về nước đúng một tuần, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ hơn về sự việc diễn ra ở Bãi Tư Chính gây xôn xao dư luận suốt hai tuần qua. Truyền thông trong nước đưa tin Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã gọi đúng tên kẻ xâm lược qua thông điệp cứng rắn như sau. Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Dù muộn, nhưng cũng xin ghi nhận điểm tích cực trong thông báo của Bộ Ngoại giao. Nhà báo Lê Học Lãnh Vân bình luận: so với quan ngại và tàu lạ, nước lạ thì tuyên bố này đáng được hoan nghênh. Tuy nhiên chỉ tuyên bố không thì không đủ, và không thành phần nào trong lòng dân tộc có đủ sức độc quyền chống Trung Quốc xâm lấn. Tôi hy vọng tuyên bố trên đây mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân chấn hưng tổ quốc để bảo vệ chủ quyền. Tôi tin rằng đoàn kết nhau, cùng nhau, trăm triệu dân Việt đủ sức phát triển kinh tế, đủ sức xây dựng xã hội dân chủ văn minh, đủ sức bảo vệ nền tự chủ trong hòa bình. Trong hy vọng về đường hướng đó, tôi hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Lâu nay, Việt Nam không chỉ yếu về thực lực trong việc bảo vệ chủ quyền mà còn thua Trung Quốc trên mặt trận thông tin. Qua việc ngăn cản báo chí lên tiếng, nhà báo Phạm Việt Thắng có bài so sánh báo ta và báo tàu, rằng Trung Quốc có Nhân dân Nhật báo là tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tờ báo con là Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo với giọng côn đồ chuyên đe dọa Việt Nam và các nước khác. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam có báo Nhân dân và tờ Thời Nay, phụ trương của báo Nhân dân, tốn tiền thuế của người dân nuôi, nhưng chẳng làm được việc gì. Ông Thắng đặt câu hỏi, những khi Hoàn Cầu Thời báo ra rả đe dọa, vu khống ta, Thời Nay đáp trả ra sao? Mỗi bận ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm va, cướp tài sản, Thời Nay lên tiếng thế nào? Đặc biệt, hiện biển ta đang bị xâm phạm, Thời Nay có thông tin gì đến nhân dân hay không? Hay lại để tay cảnh sảng và tờ Bưu điện Hoa Nam cướp mất trận địa thông tin? Bình luận về diễn biến căng thẳng vừa qua ở Bãi Tư Chính, nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đạt An cho rằng, thực chất chính quyền Donald Trump không hề chống Trung Quốc mà đang dung túng cho Trung Quốc làm mưa làm gió ở Biển Đông. Cụ thể, Trump đang dần mở lối thoát cho nền kinh tế Mỹ bằng cách nhẹ nhàng hơn với họ Tập và mở một vài backdoor cho Huawei. Gần đến kỳ bầu cử tổng thống mới rồi, và đấy là một trong nhiều cách để đấu dịu tình trạng căng thẳng của nông dân Mỹ và nhiều hãng doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Và rằng vì Trump quay lưng lại với Hà Nội nên Bắc Kinh được dịp thử thách người đồng chí cũ, nhất là khi Việt Nam ngày càng tỏ ra vui thích trước tin tức một số hãng Mỹ và mặt hàng Mỹ sẽ rời đại bản doanh sang sản xuất ở Việt Nam. Việt Nam có nên vì đại cục? Bài viết của tác giả Mạc Lâm. Câu chuyện giàn khoan Hải Dương 981 đang được lặp lại, và không ai biết nó sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa, ngoại trừ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía Nam, cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía Đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sau 75 ngày khiêu khích và gặp sự chống đối của Việt Nam cũng như quốc tế, ngày 16 tháng 7, giàn khoan này đã buộc phải rút khỏi khu vực mà nó chiếm đóng trái phép để di chuyển sang một địa điểm khác. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, theo tin từ South China Morning Post, có ít nhất 2 tàu hải cảnh Trung Quốc và 4 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang đối đầu với nhau ở Bãi Tư Chính trong khoảng một tuần qua, nơi Việt Nam có nhà giàn DK-1 do tiểu đoàn DK-1 trực thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân kiểm soát. Người đầu tiên tiết lộ thông tin này là ông Ryan Matheson, trợ lý giáo sư tại Navajo College. Một tin nhắn Twitter của ông cho biết vào ngày 3 tháng 7, chiếc tàu khảo sát dầu khí Haiyang DC-8, tức là hải dương địa chất của Trung Quốc, đã tiến hành khảo sát địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại một vùng biển ở ngay phía tây quần đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát. Theo báo SCMP, tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải cảnh bảo vệ Haiyang DC của Trung Quốc đã đối mặt với nhau trong suốt hơn 10 ngày qua.
Mặc dù chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, nhưng không ai dám chắc lần này có khác với lần trước hay không, bởi sự ngông cuồng của Trung Quốc ngày một leo thang. Và bất chấp mọi phản ứng của quốc tế, kể cả Mỹ là cường quốc hải quân, đã công khai lên tiếng phủ nhận mọi ý đồ thống trị Biển Đông bằng đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vẽ ra rồi áp đặt các nước trong khu vực phải nhìn nhận. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, có lẽ Bắc Kinh muốn dùng sự kiện này làm lu mờ tầm quan trọng của cuộc bao vây kinh tế mà Washington phát động nhằm lái sự bất an của người dân trong nước sang một điểm khác, qua chiến lược thôn tính Biển Đông. Bắc Kinh có quyền nghi ngờ sự cương quyết của Việt Nam do những kinh nghiệm trước đây và họ tin rằng kéo dài cuộc căng thẳng này sẽ có lợi hơn là có hại. Mặc dù Trung Quốc cũng biết rất rõ nếu không nhượng bộ như lần trước thì nguy cơ chiến tranh rất có thể sẽ xảy ra. Chọn lựa chiến tranh với Việt Nam không phải là mục tiêu tối hậu của Trung Quốc, mà là dùng áp lực, đe dọa bằng khí tài quân sự, bao vây kinh tế, cũng như giúp Việt Nam ổn định chính trị bằng phương châm 4 chữ vàng mới là con bài mà Trung Quốc đang nắm chặt. Họ không có lý do gì phải lo ngại sự phản kháng mạnh mẽ của Hà Nội nếu con tàu Haiyang DZ tiếp tục thả neo tại bãi Tư Chính thêm vài tháng nhằm răn đe hay chỉ ít là làm cho các công ty đang có hợp đồng khai thác dầu với Việt Nam nghi ngờ sự an toàn mà Việt Nam có thể đảm bảo cho họ. Vì khu vực mà tàu Haiyang DZ đang khiêu khích, có hàng chục công ty quốc tế đang khai thác dầu tại đây. Điều trớ trêu nhất và cũng làm cho Bộ Chính trị Việt Nam bẽ bàng nhất là thái độ trở mặt một cách nhanh chóng mà Trung Quốc dành cho Việt Nam. Khi bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn đang hạnh phúc với những gì được hứa tại Bắc Kinh, nhất là lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam nhìn vào đại cục và đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới. Nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, bà ta mới giật mình khi biết mình và cả đảng vừa bị lừa một lần nữa. Lần trước vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015, ông Tập cũng đã tha thiết đứng trước Quốc hội Việt Nam phát biểu rằng láng giềng khó tránh va chạm nhưng hai bên cần xuất phát từ đại cục để xử lý bất đồng. Mặc dù báo chí đồng loạt im lặng nhưng lại vô tình tiết lộ rằng sáng ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên chính phủ đột nhiên đi thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Nếu đây không phải là chuyến đi tình cờ mà là phản ứng có điều kiện, thì chắc là Bộ Chính trị đã có quyết sách đối phó, còn đối phó cách nào thì rất khó khăn. Kể cả là yếu tố sắp tới vào chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như đã được sắp xếp trước đây nhiều tháng. Nhiều người cho rằng bà Kim Ngân sang Bắc Kinh lần này là vì sự tránh mặt của ông Trọng trước chuyến đi, và cũng có người còn suy ra vụ tàu Haiyang DC là một thông điệp từ Bắc Kinh nhằm đưa ra với ông Trọng. Nếu cả hai đều đúng thì vụ này chỉ là một việc nhỏ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, và Việt Nam có dám phá vỡ đại cục để giành lấy sự độc lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay không? Mỹ sẽ khó lòng can thiệp vì không có bên nào nổ súng. Mỹ sẽ lên tiếng hay tăng thêm lực lượng tuần hành tại Biển Đông thì cũng không đủ để làm cho Bắc Kinh sợ hãi. Một vài đơn hàng mua nông phẩm của Mỹ đủ làm cho cơn thị phi của Washington hạ nhiệt. Và Việt Nam tiếp tục bị lấn lướt, hèn hẹ như đã từng bị nhiều lần trước đây. Tờ South China Morning Post tiên đoán rằng sẽ có làn sóng biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt Nam như vụ giàn khoan Hải Dương năm 2014. Đó là chuyện của Hà Nội chứ không phải là chuyện của Bắc Kinh, vì họ biết người dân càng biểu tình thì lãnh đạo Việt Nam càng gắn bó với Trung Quốc. Năm 2014, lòng dân còn có vẻ tha thiết với chủ quyền biển đảo, nhưng đến năm 2019 thì sự tha thiết ấy ít nhiều phai nhạt. Có nhiều lý do, nhưng lý do dễ thấy nhất là sự không vừa lòng của chính quyền khi người dân ra mặt chống Trung Quốc. Sự không vừa lòng ấy càng ngày càng tăng và rất nhiều người vẫn đang còn trong trại giam vì chống Trung Quốc. Do đó, nói theo ngôn ngữ tòa án, yếu tố biểu tình không được thành lập. Thay vì biểu tình giành lấy đất nước cho chính quyền tiếp tục cai trị, người dân tỏ ra điềm tĩnh hơn khi im lặng ngồi xem TV chờ nhà nước trực tiếp truyền hình cuộc đấu pháo giữa hai lực lượng cảnh sát biển như xem bóng đá. Và biết đâu sẽ có hàng trăm ngàn người đi bão nếu cảnh sát biển Việt Nam hạ gục một trong những chiếc tàu hộ tống của đối phương. Bãi Tư Chính, chính thể Việt Nam đã hèn với giặc mấy lần. Vua Trung Quốc điều tàu HD-8 được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh bất thần xâm nhập khu vực bãi Tư Chính ở vùng biển Đông Nam Việt Nam vào tháng 7 năm 2019 để thăm dò dầu khí, đã chỉ được báo nước ngoài đưa tin, trong lúc giới tuyên giáo và báo chí nhà nước Việt Nam vẫn duy trì thói câm nín như đã từng câm lặng trong rất nhiều lần xảy ra khiêu khích từ Bắc Kinh trên Biển Đông.
Năm 2014, Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật cho giàn khoan và tàu thăm dò dầu khí vào Biển Đông để khủng bố tâm lý rệu rã của chính thể, bị cộng đồng lên án là hèn với giặc, ác với dân. Tháng 5 năm 2014, giàn khoan HD981 của Trung Quốc đã lần đầu tiên tấn công vào Biển Đông, chen lấn vào vùng hải phận của Việt Nam và như một cú tát tai nổ đom đóm vào mặt bộ chính trị ở Hà Nội. Nhất là với những quan chức Việt Cộng vẫn còn mộng mị ngủ ngày mà đã biến thành cơn mê sảng bi kịch trong thói đu dây quốc tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những kế hoạch khai thác dầu khí ở giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với những đối tác nước ngoài là Repsol tại mỏ cá Rồng Đỏ ở vùng biển Đông Nam, với Tập đoàn Dầu khí Rosneft của Nga tại mỏ Lan Đỏ, cũng như bắt đầu của kế hoạch thăm dò khai thác với Tập đoàn Dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ tại mỏ cá Voi Xanh ở ba vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi. Biến cố Hải Dương 981 đã kéo dài suốt vài tháng và gây ra một cơn chấn động lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng trong lúc toàn bộ đảng này không hề dám có một phản ứng ra mặt nào mà chỉ im thin thít, còn Quốc hội cũng không phát ra nổi một nghị quyết về Biển Đông mà chỉ nói như vẹt về từ ngữ tàu lạ, hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã rùng rùng phẫn nộ xuống đường biểu tình để phản kháng cú khiêu khích của Trung Quốc thông qua Hải Dương 981. Khi đó một lần nữa, châm ngôn hèn với giặc, ác với dân đã ứng nghiệm. Làn sóng biểu tình này đã bị chính quyền và công an Việt Nam đàn áp thô bạo và dã man. Vào cuối tháng 7 năm 2017, đã xảy ra thêm một vụ nhục quốc thể nữa khi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải giương cờ trắng và yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại bãi tư chính mà luôn được Bộ Ngoại giao Việt Nam chiến đấu võ miệng rằng thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam. Dù chưa bao giờ giới tuyên giáo hay là Bộ Ngoại giao Việt Nam dám nói toạc về cái nguồn cơn sâu xa của vụ nhục quốc thể ấy, nhưng vụ giương cờ trắng này lại trùng hợp với tin tức quốc tế cho biết sau khi Bắc Kinh đe dọa sẽ tấn công một số căn cứ quân sự của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu như Việt Nam cho phép Repsol tiếp tục khoan thăm dò dầu khí. Vào thời gian trên, cho dù có muốn loan tải những thông tin trên kèm theo thái độ phẫn nộ, một số tờ báo nhà nước cũng bị Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan nổi tiếng với biệt danh vòng kim cô cấm cản. Chính thể độc đảng ở Việt Nam đã giấu biệt thông tin được coi là quá sức nhạy cảm này, và như con rúm trong nỗi sợ hãi của lịch sử ngàn năm Bắc thuộc lẫn hiện tại 16 chữ vàng. Sau vụ giương cờ trắng lần đầu ở bãi tư chính vào tháng 7 năm 2017, trong cơn cuộn bách mất ngủ lẫn mất ăn, Hà Nội đã một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ Hải quân Hoa Kỳ. Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, được giao nhiệm vụ sang Washington để thuyết phục Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis hỗ trợ Hải quân. Thế nhưng, những gì mà Hải quân Mỹ đã tiếp cận Biển Đông vẫn không khiến cho giới cho bu Việt Nam hết run sợ trước Trung Nam Hải. Giờ đây, kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi tư chính đang lặp lại, khiến cho giới cho bu Việt Nam mất ăn dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình và càng bế tắc trong cơn ác mộng những khoản nợ nước ngoài đang ập đến như sóng thần Biển Đông. Trong khi đó, những thước phim lịch sử ngư dân bám biển, hải quân bám bờ vẫn được nhăn nhở chiếu lại. Từ nhiều năm qua, đã không có bất cứ trường hợp ngư dân Việt Nam nào bị tàu Trung Quốc bắn giết được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố kết quả điều tra. Bất chấp cơ quan của Bộ này, hàng năm chi xài đến 5 tỷ đô la tiền do dân phải e cổ đóng thuế.